Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là cuối tuần rồi cho nên là mình sẽ chuẩn bị đi chơi nha. Xưa một cái là lúc mình chuẩn bị đi chơi thì mặt mình nổi mụn. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ đi qua nhà bạn mình trước. Hôm nay thì là mình đi ăn sinh nhật. Đã tới nhà bạn mình rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi xuống kiếm cái chỗ sinh nhật nha các bạn. Của béo đen này nha, thì bây giờ đang đi mua bánh kem nè các bạn ơi. Chọn lựa thì bạn mình chọn cái bánh kem này nha. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là xinh luôn. Không biết nó mày lại mày kêu đi. Happy birthday to you. Ai không? Ai đây nè. À không xin được dễ vậy. Trời ơi. Luôn. Trời ơi ơi là trời. Là nó tính tiền thêm cái này nè. Này thấy ghê quá vậy. Sao mày không thấy đâu, mày không thấy. Tao mới dơm á. Lấy tay ra. Cái tay của mày á. Chính cái đó. Đó là trời. Thôi kêu chú đi. Mày bị hà lắm nha. Thôi kêu cái in ờ. Thì là lúc đầu tụi mình tính là sẽ tự ghi tên của bạn mình lên cho nó dễ thương các bạn, nhưng mà làm họ hạnh phá luôn. Nhìn người ta ghi dễ vậy thôi chứ thật ra mà khi mà mình viết thử các bạn là mình thấy nó rất là khó luôn á. Tao được có 350 à, mày được tới 200. Ờ, tao được 200 nè, mày đưa tao 50 đi. Ờ, tao đưa, mày đưa, ờ, ok. Xong. Có tiền đi sinh nhật rồi. Có tiền đi sinh nhật rồi nè, quá nhiều luôn. Sau một hồi lộn xộn vậy, bây giờ tụi mình mới bắt đầu đi lại quán nè. Mình tới nơi thì người ta đã dọn đồ ăn ra sẵn rồi nè các bạn. Nhưng mà khách thì chưa có vô đủ nha, cho nên mình sẽ ngồi đây mình chờ thêm một xíu nữa.
nay là sinh nhật của bạn mình nè. Bạn mình đã idol ra xong rồi. Nhìn rất là xinh luôn. Miss Sài Gòn. Không. Nhưng mà tụi bay mới như người tạo vậy. Trời ơi, quân cái này là tạo cho quân. Cái này là mật đó quân. Em đâu phải mật đâu. Nhớ chứ. Đây là tụi mình vừa uống nước và vừa chụp ảnh ấy các bạn. Ok các bạn ơi, clip đi chơi của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết nha. Đừng quên cho mình một like, một share và subscribe. Còn bây giờ thì mình sẽ đi về. Mình đem đi về nha.